Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về việc lồng ghép nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột. Dự án đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 đến 2023. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, trong quá trình thực hiện, do công tác đền bù giải phóng mặt bằng chậm dẫn đến phát sinh tăng chi phí bồi thường so với giá trị được cấp có thẩm quyền phê duyệt căn cứ quy định pháp luật về ngân sách nhà nước đầu tư công việc sử dụng ngân sách địa phương để bố trí cho khoản chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tăng thêm của dự án không thuộc thẩm quyền quyết định của thủ tướng chính phủ Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương rà soát các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ đã được phân bổ để đề xuất điều chỉnh cân đối bổ sung vốn cho dự án trên cơ sở khả năng cân đối nguồn và mức vốn cho dự án. Bộ Giao thông Vận tải thực hiện việc điều chỉnh dự án và đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền. Được biết, đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột có chiều dài hơn 39 km, tổng mức đầu tư 1.509 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắc làm chủ đầu tư. Dự án gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng dẫn tới phát sinh 332 tỷ đồng.